Đây các bạn, mấy anh em đang đi đó bạn. Nè. Xe của anh Tân Tony hồi chữ. Mấy anh em chuẩn bị đi á. Rồi lên đường. Mềm lắm hả anh Tuấn, bánh mềm lắm hả? Đây bạn, xe chúng mình đi ha. Anh em đi. Gặp anh em tại vị trí xã Đông Hòa, chờ anh em ra đường.
Anh em đang tới nhà của em Tí Nhà. Còn Điển nữa, Điển đang dắt vô á. Thì đây là Ninh Hòa nha các bạn. Tới để hỗ trợ cho rước dâu của anh của thành viên trong hội. Đó là em Tí Nhà. Thì bây giờ mình đã đến nhà của chú rể nha các bạn. Đây là xe hoa sẽ đi rước dâu sáng nay. Anh em ô tô đã tập trung trước nhà của em Tí bên tay phun. Dạ, các bạn thấy không? Rất là nhộn nhịp nha, xe đông vui lắm. Rồi các bạn, thì bây giờ anh em chúng ta chuẩn bị đi rước dâu luôn nha các bạn. Giờ tới giờ để đi rồi. Ok, rồi các bạn theo Dũng để mà cùng xem qua cái rước dâu và cái lễ cưới tại Nha Trang nha các bạn. Đi luôn à Điển. Dạ anh em chuẩn bị đi nha các bạn. Chứng luôn em, chứng luôn ạ.
bạn, đây là xe mấy của mấy anh em nha bạn. Đi rước dâu ngày hôm nay. Rồi, hỗ trợ rước dâu. Quay cái là một lần quê Bình Yên. Quay quê Bình Yên đó. Đông vui nha bạn. Các bạn, đây là dàn xe ô tô đi rước dâu nha bạn. Mấy anh em tay full đi hỗ trợ em tới nhà. Đây tới nhà mới đi qua. Ok. Đây anh Thịnh hồi phó tay full. Đây là Dũng Trần Khánh bốc đầu tay full. Xe của anh em đi rước dâu. Anh em tay full. Ô, đây là em quay. Khánh đẹp vô tay full. Ok. Xe em tới nhà. Xe anh. Đây là cô dâu năm mấy. Đây bạn, giờ đi rước dâu tại phun, giờ đã tới nhà gái rồi. Bây giờ mình rước dâu về. Chú Rải cũng đã đón dâu ra rồi. Thì giờ mình đi nha bạn. Đó, nhộn dịp chưa? Các bạn thấy nhộn dịp không? Quá xá. Đây, cô dâu ở đây. Ok, chụp hình cô dâu. Rồi, chúng mình cứ ngang cái tay thôi, cái tay để lâu rụt rồi. Rồi, nhìn mình anh nha, nhìn mình xíu, đúng rồi. Rồi, mũi đụng mũi cho mình cái thôi, mũi đụng mũi, mũi đụng mũi. Dâu, nhìn lên hò luôn. Rồi, đụng mũi vô. Ok, lên xe hò. Rồi lên xe. Trước dâu đi về. Anh em đã chuẩn bị xong, giờ chuẩn bị đi tiếp. Xong dâu đồ. Các bạn đoàn rất là đông nha bạn. Đứng. Xe sâu, dừng xe sâu, sáu cua rồi. Anh em mà dứt lên chứ. Đi, chống lên, gắn thêm đúng không? Gắn để chống đứng. Lại. Rồi, gắn nữa nè. Vô luôn, vô dập luôn, vô dập luôn, vô dập luôn. Rồi, tươi. Ok. Xe bắt đầu đi nha bạn. Rồi bây giờ anh em bắt đầu lên đường nha bạn ơi. Chạy trước dẫn đường nha. Đi. Dẫn đường ơi, dẫn đường ơi.
trong rồi cứ đi đàn đàn vậy đó. Cho về tới nhà nha bạn. Cái nữa, cái nữa. Đổ nàng gái nha. Đổ nàng gái nha. Pháo nổ nữa, thay tiếng pháo rồi gì đâu. Dạ thay tiếng pháo rồi. Bây giờ là đưa dâu về nhà đã xong. Anh em cũng dùng bữa trưa rồi. Bây giờ cả nhóm tại phun mình sẽ đi về Nha Trang. Có một số anh em mô tô Nha Trang đang tiếp đón. Ok, hẹn gặp lại các bạn.